Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết, phi công Nga đào thoát được tìm thấy đã bị hạ sát ở Tây Ban Nha. Maxim Kuminov, người đổi phe trong hoạt động bí mật, bị giết sau khi được cho là đã chuyển đến Alikhan, các báo cáo cho biết. Cơ quan tình báo quân sự chính ở Kyiv cho biết, một phi công trực thăng Nga đào tẩu sang Ukraine vào năm ngoái trong một chiến dịch bí mật được tìm thấy đã chết ở Tây Ban Nha. Các báo cáo trên phương tiện truyền thông Nga và Tây Ban Nha hôm thứ Hai cho biết, Maxim Kuminov được phát hiện đã chết sau khi được cho là đã di chuyển đến thị trấn Vilayososa ở Alikhan, trên bờ biển Địa Trung Hải, trong một khu vực nổi tiếng với khách du lịch. Người ta nói rằng thi thể của anh ta được phát hiện vào thứ Ba tuần trước trên đoạn đường đỗ xe bên dưới một khu chung cư. Các báo cáo cho biết anh ta đã bị sát hại bởi những tay súng không rõ danh tính, những kẻ đã bắn 12 phát súng. Một chiếc xe hơi bị cháy được phát hiện gần đó ở thị trấn El Campalo của Costa Blanca. Cảnh sát Tây Ban Nha ban đầu nghĩ rằng vụ nổ súng có liên quan đến băng đảng trước khi biết được câu chuyện đặc biệt của nạn nhân cũng như vai trò trước đây của anh ta trong cuộc chiến xâm lược của Nga. Kuminov đã vượt qua tiền tuyến vào tháng 8 năm ngoái khi đang thực hiện chuyến bay giữa hai căn cứ không quân của Nga. Anh ta có nhiệm vụ vận chuyển các bộ phận của chiến đấu cơ Su-27 và Su-30. Thay vào đó, anh đã hạ cánh chiếc trực thăng Mi-8, hai động cơ của mình xuống lãnh thổ Ukraine. Hai phi công đồng nghiệp của anh đã bị thiệt mạng. Kirill Budanov, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo GUR của Ukraine cho biết, các sĩ quan của ông đã thuyết phục Kuminov đào tẩu trong một chiến dịch phức tạp kéo dài 6 tháng. Trước đó, gia đình phi công đã được đưa khỏi Nga, Budanov cho biết. Báo Uranskaya Pravda dẫn nguồn tin từ GUR cho biết, bạn gái cũ của phi công đã tìm thấy thi thể của Kuminov. Anh ta quyết định chuyển đến Tây Ban Nha thay vì ở Ukraine. Theo những gì chúng tôi biết, anh ta đã mời người yêu cũ đến chỗ ở của mình và người ta phát hiện anh ta bị bắn chết. Andriy Yusov, phát ngôn nhân báo chí của cơ quan tình báo, chỉ nói, chúng tôi xác nhận sự thật về cái chết. Yusov từ chối cho biết liệu phi công có bị sát hại hay không, hoặc nếu có, ai có thể phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha không có bình luận ngay lập tức. Một số nhà bình luận Nga thân cận với Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các báo cáo về cái chết của Kuminov là do cơ quan tình báo Ukraine dàn dựng để làm giả cái chết của phi công. Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine cho biết, đừng quá phấn khích. Họ muốn tạo ra một cuốn tiểu sử mới với một danh mục rõ ràng và một cái tên mới cho kẻ phản bội. Nếu cái chết của Kuminov được xác nhận, nguyên nhân có thể là do Điện Cẩm Linh. Trong quá khứ, những kẻ ám sát của Điện Cẩm Linh đã thực hiện hàng loạt vụ giết người trên khắp Âu Châu. Hôm thứ Hai, Julia Navalny đã cáo buộc Vladimir Putin giết chồng cô, Alexei Navalny. Lãnh đạo phe đối lập Nga qua đời hôm thứ Sáu trong một trại tù xa xôi ở Bắc Cực. Năm 2006, hai kẻ sát nhân làm việc cho cơ quan an ninh liên bang mặt tư khoa FSB đã đầu độc nhà bất đồng chính kiến người Nga Alexander Livinenko bằng một tách trà chứa chất phóng xạ. Một cuộc điều tra công khai sau đó kết luận rằng Putin có thể đã đích thân chỉ đạo FSB dàn xếp vụ giết người. Năm 2018, hai sĩ quan thuộc cơ quan tình báo quân sự GUR của Nga được cho là đã cố gắng giết điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal. Kuminov xuất hiện vào tháng 9 năm ngoái tại một cuộc họp báo cao cấp ở Kyiv cùng với hai quân nhân Ukraine mặc đồng phục. Anh cho biết anh đã cố gắng trấn an hai phi công đồng nghiệp của mình rằng họ sẽ được đối xử tốt ở Ukraine. Nhưng họ sợ hãi, bắt đầu hành xử hung hãn và cuối cùng lao ra khỏi trực thăng. Anh ta cho biết, anh ta cất cánh lúc 4 giờ 30 chiều giờ địa phương ngày 23 tháng 8 năm 2023 từ phi trường Kursk ở Nga. Gần Ukraine, anh ta bay ở độ cao cực thấp và trong điều kiện vô tuyến im lặng.
lính Nga nổ súng khi anh ta vượt qua biên giới. Tôi không thể nói chắc chắn ai đã bắt đầu, nhưng tôi cho rằng đó là phía Nga. Tôi bị bắn vào chân, sau đó tôi bay khoảng 20 km và hạ cánh tại địa điểm được chỉ định. Kuminov nói, anh ta khẳng định mình chỉ thực hiện các hoạt động vận tải để di chuyển quân nhân hoặc hàng hóa, chứ không ném bom Ukraine. Các báo cáo hồi tháng 9 năm ngoái cho biết, anh đang cân nhắc việc gia nhập lực lượng không quân Ukraine. Không rõ liệu anh ta có thay đổi quyết định hay không, và tại sao anh ta quyết định rời Ukraine tương đối an toàn để đến Tây Ban Nha. Đức đề xuất các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga sau cái chết của Alexei Navalny. Đức cho biết họ đang đề xuất một loạt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga liên quan đến cái chết của Alexei Navalny khi các bộ trưởng Liên hiệp Âu Châu gặp người vợ quá của ông, Julia Navalnaya, tại Brussels. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Hai cho biết, chúng tôi đã chứng kiến sức mạnh tàn bạo mà Tổng thống Nga dùng để đàn áp những công dân của mình xuống đường biểu tình, đòi tự do hoặc viết về nó trên báo chí. Chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt mới sau cái chết của Alexei Navalny. Các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, một động thái bổ sung cho khoản thuế mà Bỉ phải thu từ lãi suất dự trữ tiền mặt cố định. Sau khi Hung Gia Lợi từ bỏ sự phản đối, các ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý áp dụng vòng trừng phạt thứ 13 đối với Nga vào hôm thứ Hai. Khối này hiện sẽ bắt đầu nghiên cứu các cách đáp trả Putin ở vòng 14 trong những tuần tới. Cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Nga tại một nhà tù hình sự đã phủ bóng đen lên cuộc họp ở Brussels khi nhà ngoại giao trưởng của Liên hiệp Âu Châu Josep Borrell đề xuất đổi tên Ủy ban Nhân quyền Toàn cầu của Liên hiệp Âu Châu. Tôi đang đề xuất với các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu đổi tên Ủy ban Nhân quyền Toàn cầu của chúng tôi thành Ủy ban Navalny, để tôn vinh trí nhớ của ông, để tên ông được ghi trên công việc của Liên hiệp Âu Châu trong việc bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, Borrell nói. Thông điệp của ông được đưa ra khi vợ của Navalny tung ra một đoạn video mạnh mẽ nói rằng cô sẽ tiếp tục công việc của người chồng quá cố và chiến đấu vì nước Nga. Nga đang chụp cơ hội viện trợ bị trì hoãn để phát động các cuộc tấn công trên ba mặt trận. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Opportunistic Russia Launching Offensives on Three Fronts Amid Aid Delays, ISW. Nghĩa là ISW nhận định Nga chụp cơ hội phát động các cuộc tấn công trên ba mặt trận trong bối cảnh viện trợ bị trì hoãn. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết quân đội Ukraine đã không thể phòng thủ hiệu quả trước lực lượng Nga do sự chậm trễ trong hỗ trợ của phương Tây. Đánh giá của cơ quan nghiên cứu Washington DC được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh của Ukraine đang tranh luận về việc tiếp tục viện trợ cho Kyiv chống lại sự gây hấn của Vladimir Putin sau khi Nga chiếm Avdiivka ở tỉnh Donetsk hôm thứ Bảy. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Zelensky tuyên bố rút quân để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cho quân của ông, nhưng có thông tin cho rằng cuộc rút lui không diễn ra suôn sẻ. Phó chỉ huy đơn vị Maxim Zorin cho biết hôm thứ Hai rằng các đơn vị của Lữ đoàn 3 biệt động quân của Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn trong thị trấn, nơi giao tranh ác liệt trong nhiều tháng, nhưng tất cả đều trốn thoát trước khi Nga chiếm được thành phố. Sự bế tắc của Quốc hội Mỹ về thỏa thuận viện trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv cùng với sự chậm trễ từ các đồng minh Âu Châu của Ukraine đã làm tăng thêm lo ngại rằng tình trạng thiếu thiết bị và đạn dược mà quân đội Kyiv phải đối mặt sẽ mang lại lợi thế cho mặt tư khoa. Tổ chức nghiên cứu này hôm Chủ nhật cho biết những sự chậm trễ này có thể giúp Nga tiến hành các hoạt động tấn công cơ hội dọc theo một số khu vực của tiền tuyến nhằm gây áp lực lên các lực lượng Ukraine trên các trục khác nhau. Cũng như trong và xung quanh Avdiivka, các lực lượng Nga đang tiến hành các nỗ lực tấn công dọc theo biên giới tỉnh Kharkiv, Luhansk và gần Robotyne ở phía tây tỉnh Zaporizhia.
Viện nghiên cứu cho biết, sự thiếu hụt trầm trọng của Ukraine về thiết bị do phương Tây cung cấp và lo ngại về việc Mỹ ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự đã buộc quân đội Ukraine phải tập trung trang thiết bị dọc toàn bộ mặt trận. Điều này có thể đã khuyến khích các lực lượng Nga khai thác tình hình và tiến hành các hoạt động tấn công hạn chế. Những nỗ lực tấn công này của Nga có thể sẽ cản trở lực lượng Ukraine chuẩn bị quân đội và trang thiết bị cho các cuộc phản công tiếp theo và cho thấy Kyiv phải đối mặt với những bất lợi trong hoạt động như thế nào nếu họ chỉ cố gắng phòng thủ trong thời gian còn lại của năm, như một số đồng minh và nhà phân tích đã đề xuất. Leon Hartwell, cộng sự cao cấp tại Trường Kinh tế London, tổ chức tư vấn LSE Ideas, nói rằng điều đáng chú ý là phần lớn tài trợ của Liên hiệp Âu Châu và Mỹ dành cho Kyiv được phân bổ cho các chi phí phi quân sự khiến Ukraine không được trang bị đầy đủ để đẩy lùi các bước tiến của Nga. Các chính phủ phương Tây phải đối mặt với câu hỏi, chúng ta cam kết hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng như thế nào? Nếu các thành viên NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine lên 2% GDP của mỗi thành viên, thì hỗ trợ cho nước này sẽ đạt gần 500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ chi tiêu nhiều hơn Nga và chiến tranh có thể kết thúc trước cuối năm 2025. Việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv và mối đe dọa mà Nga đặt ra cho NATO là chủ đề chính tại hội nghị an ninh Munich trong vài ngày qua. Trong đó, Đức cảnh báo rằng liên minh này sẽ phải đối mặt với mối đe dọa trong những năm tới khi nước này kêu gọi các đồng minh Âu Châu giúp đỡ Ukraine. Tòa Bạch Ốc chuẩn bị gửi hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội tầm xa gọi tắt là ATACMS cho Ukraine nếu Quốc hội phê chuẩn gói tài trợ mới hiện đang bị đình trệ. NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên. Mỹ giao ATACMS cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023, nhưng chúng là mẫu cũ hơn với tầm bắn nhỏ hơn, các biến thể mới. Trong khi đó, Kyiv có thể nhận được chiến đấu cơ F-16 đầu tiên vào tháng 6 này. Tạp chí chính sách đối ngoại đưa tin, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anušauskas và một quan chức Âu Châu giấu tên. Thị trấn Avdiivka thất thủ gây ra một cảm giác cấp bách tại Liên hiệp Âu Châu. Cú sốc về sự sụp đổ của thị trấn Avdiivka đã mang đến cho hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai một cảm giác lo lắng mới, gần như hoảng loạn về cuộc chiến ở Ukraine, khi các nước láng giềng của nước này chỉ trích điều mà họ cho là Âu Châu thiếu khẩn cấp trong việc hỗ trợ quân sự. Ngoại trưởng Lithuania Gabrielis Landsbergis đã phát động một cuộc tấn công gay gắt vào các nhà lãnh đạo đồng nghiệp, cầu xin họ giải quyết tình hình một cách mạnh mẽ hơn. Ông nói, chúng ta đã dành 2 năm để thảo luận, cố gắng tìm ra cách có thể giúp đỡ Ukraine từng chút một. Nhưng thật không may, vì chúng ta không xây dựng mục tiêu chiến lược cho những gì chúng ta đang cố gắng đạt được, nên chúng ta không thể tuyên bố rằng chúng ta tham gia vào chiến thắng của Ukraine. Landsbergis nói thêm, trong khi các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu đang tranh cãi về tiền bạc, Nga đã tích lũy hỏa lực với lợi thế 6-1 trước Ukraine. Ông kêu gọi Liên hiệp Âu Châu ngừng lưỡng lự về quỹ quân sự. Ông cho biết, Đức đã thực hiện những công việc nặng nhọc với khoản đóng góp 17 tỷ euro cho đến nay, trong khi Âu Châu vẫn đang tranh luận về quỹ 5 tỷ euro mỗi năm. Âu Châu có thể thành lập một quỹ trị giá 5 tỷ euro khi bạn biết đấy. Chỉ riêng Đức đang xem xét gửi 7 tỷ euro. Vì vậy, đối với 27 quốc gia Âu Châu, 5 tỷ euro sẽ là công việc của một ngày, một giờ làm việc. Landsbergis nói, chúng ta phải hỗ trợ Ukraine bằng con đường quân sự và chính trị. Chúng ta phải cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn mà Liên hiệp Âu Châu thực sự đã hứa cách đây một năm cho tháng 3 này. Các nhà ngoại giao Liên hiệp Âu Châu thừa nhận Liên hiệp Âu Châu đã không đạt được mục tiêu số đạn này. Thừa nhận gần đây họ chỉ sản xuất 500.000 viên đạn và mục tiêu này sẽ không đạt được cho đến cuối năm nay. Ngoại trưởng Mỹ Hachal Labib kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu xem xét việc phát triển quân đội Âu Châu. Điều được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra lần đầu tiên vào năm 2018. Nếu Nga tìm cách mở rộng, thì chế độ độc tài này tiến gần hơn một chút đến Liên minh Âu Châu. Ở đây, điều cần thiết là chúng ta phải đoàn kết, cùng nhau phát triển năng lực phòng thủ. Chúng ta cũng phát triển quân đội, không chỉ để bảo vệ lãnh thổ, mà còn bảo vệ các giá trị của chúng ta.
Labib nói. Borrell nói với các phóng viên rằng Liên hiệp Âu Châu sẽ tăng cường nỗ lực để cắt nguồn tài trợ cho bộ máy quân sự của Điện Cẩm Linh. Các bộ trưởng ngoại giao đang xem xét vòng trừng phạt thứ 13, danh sách lớn nhất kể từ vòng đầu tiên sau khi chiến tranh bùng nổ 2 năm trước. Borrell cho biết các quốc gia thành viên đã đề xuất các biện pháp trừng phạt, chắc chắn chống lại những người có trách nhiệm, đồng thời nói rõ rằng ông coi trách nhiệm trực tiếp là nói dối Putin. Chúng ta có thể xem xét cơ cấu thể chế của hệ thống nhà tù ở Nga, Borrell nói, đồng thời chỉ ra ai mà khối sẽ bổ sung vào danh sách những người bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Nhưng đừng quên ai thực sự chịu trách nhiệm về cái chết của Navalny. Tổn thất của Nga ở Avdiivka cao hơn nhiều so với toàn bộ chiến tranh Liên Xô, Afghanistan. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia's Avdiivka losses higher than entire Soviet-Afghan war. Nghĩa là tổn thất của Nga ở Avdiivka cao hơn nhiều so với toàn bộ cuộc chiến tranh Liên Xô, Afghanistan. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các số liệu mới cho thấy cuộc tấn công kéo dài 4 tháng của Nga vào thị trấn Avdiivka bị phá hủy ở Donetsk, miền đông Ukraine, đã cướp đi nhiều sinh mạng hơn cả 10 năm chiến tranh mà Mạc Tư Khoa tiến hành dưới thời Liên Xô ở Afghanistan. Hôm Chủ nhật, chỉ huy nhóm Taria, chuẩn tướng Oleksandr Tarnatsky, cho biết Nga đã mất hơn 47.000 quân trong cuộc chiến giành thành phố. Các nhà phân tích phương Tây cho biết thương vong của Nga trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm đã tăng lên sau khi Mạc Tư Khoa tiến hành bao vây Avdiivka. Nếu số liệu của Kyiv là chính xác, thì điều này có nghĩa là chỉ trong 4 tháng qua, có nhiều binh sĩ Nga thiệt mạng trong và xung quanh Avdiivka hơn cả một thập kỷ Liên Xô tham chiến ở Afghanistan. Liên Xô đã gửi hàng ngàn binh sĩ của mình đến Afghanistan vào cuối tháng 12 năm 1979. Cuộc xung đột kéo dài gần một thập kỷ và ước tính số người chết của Liên Xô là khoảng 15.000 quân. Vào cuối tháng 5 năm 2022, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong vòng 3 tháng, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã mất số quân tương đương với Liên Xô đã mất trong hơn 9 năm ở Afghanistan. Nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London cho biết, mặc dù hai cuộc chiến không hoàn toàn giống nhau, nhưng đây là một so sánh hợp lý cho thấy số người chết cao trong cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông nói với Newsweek rằng, trong cả hai trường hợp, Mạc Tư Khoa đều đang dành một lượng lớn nguồn lực cho quân đội của mình. Thương vong nổi tiếng là khó xác định trong các cuộc chiến đang diễn ra. Và Mạc Tư Khoa và Kyiv rất kín tiếng về tổn thất, khiếm khi gật đầu về con số thương vong của chính họ hoặc bao nhiêu thiết bị đã bị phá hủy. Nga đã không công bố bất kỳ dữ liệu nào về tổn thất được báo cáo của chính mình kể từ tháng 9 năm 2022. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đã mất 5.937 quân kể từ cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Marina Miron, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại King's College London, Vương quốc Anh cho biết, rất khó để xác định thương vong trong một cuộc xung đột đang diễn ra vì cả hai bên sẽ cố gắng giữ bí mật dữ liệu và làm tăng số lượng thương vong của đối phương. Tính đến thứ hai, quân đội của Ukraine đưa ra con số binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến kể từ tháng 2 năm 2022 là 403.720 người. Ước tính của phương Tây nói chung đồng ý rằng thương vong của Nga là hơn 300.000. Vào cuối tháng giêng, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James Heppey nói với các nhà lập pháp Anh rằng khoảng 350.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine. Heppey cho biết hàng chục ngàn lính đánh thuê phục vụ trong tập đoàn Wagner, lực lượng có ảnh hưởng trong các chiến dịch chiếm thành phố Bakhmut của Donetsk vào tháng 5 năm 2023, cũng thiệt mạng và bị thương. Nhưng con số thống kê của Ukraine đưa ra một số dấu hiệu về cái giá mà Nga phải trả để chiếm được thành trì Avdiivka của Ukraine, một thành phố có tầm quan trọng chiến lược gần thủ phủ khu vực. Thành phố Donetsk, nơi đã vượt qua một thập kỷ trên chiến tuyến giao tranh giữa Kyiv và các lực lượng được Nga hậu thuẫn. Ukraine đã tỉ mỉ xây dựng hệ thống phòng thủ xung quanh Avdiivka và Nga bắt đầu tấn công thành trì này trong một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 10 tháng 10.
Trận chiến sau đó nhanh chóng bị mắc mác máy xay thịt, một thuật ngữ dùng để mô tả những trận chiến kéo dài, có số thương vong cao và hấp thụ các nguồn tài nguyên đáng kể. Hôm Chủ nhật, Nga cho biết họ đã giải phóng hoàn toàn Avdiivka vào ngày hôm trước, sau khi Ukraine hôm thứ Bảy cho biết họ sẽ rút lực lượng khỏi thành phố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức cuối tuần qua. Chúng tôi đang bảo vệ người dân của mình, các chiến binh của chúng tôi, bởi vì đây chính là mục đích của phòng thủ. Zelensky gần đây nói rằng tổn thất của Nga ở Avdiivka cao gấp 7 lần số thương vong mà Ukraine phải gánh chịu khi bảo vệ thành phố. Nga đã dần dần tiến quân xung quanh thành phố nhỏ này kể từ tháng 10, nhưng Ukraine đã cố gắng duy trì tuyến đường tiếp tế quan trọng từ phía tây Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết, lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka ở phía tây bắc thành phố. Mặc tư khoa cho biết quân đội của họ đã treo cờ Nga trong các tòa nhà hành chính của cơ sở này. Trong một bản cập nhật riêng, Điện Cẩm Linh cho biết quân đội Nga hiện đang ra phá bom mìn trên khắp Avdiivka. Chính quyền Tổng thống Biden xem xét cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine, báo cáo. NBC News đưa tin Tòa Bạch Ốc có thể chuẩn bị gửi hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS, cho Ukraine nếu Quốc hội thông qua gói tài trợ mới. Cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, theo hai quan chức Mỹ, sau nhiều tháng yêu cầu từ các quan chức Ukraine, chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mới, mạnh mẽ. Cuối năm ngoái, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội, được gọi là ATACMS, nhưng cho đến nay, họ chỉ cung cấp các ATACMS tầm trung cũ hơn. Các quan chức cho biết hiện nay, Mỹ đang nghiêng về việc gửi phiên bản hỏa tiễn tầm xa hơn. Điều này sẽ cho phép Ukraine tấn công xa hơn bên trong bán đảo Crimea do Nga nắm giữ. Tuần trước, Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Nhưng không rõ liệu Hạ viện có bỏ phiếu về biện pháp này hay không và liệu nó có tồn tại trong cuộc bỏ phiếu hay không. Các quan chức quốc phòng nói với NBC News rằng Mỹ có số lượng ATACMS tồn kho hạn chế và nước này sẽ không gửi chúng tới Ukraine nếu không có tiền để bổ sung vào kho dự trữ của Mỹ. Theo hai quan chức Mỹ, nếu Quốc hội chấp thuận cấp thêm tài trợ cho Ukraine, Mỹ có thể đưa ATACMS tầm xa vào một trong những gói viện trợ quân sự đầu tiên được thanh toán bằng số tiền đó. Các quan chức cho biết thêm, Mỹ cũng có sẵn đạn dược và pháo binh để gửi tới Ukraine ngay lập tức nếu nguồn tài trợ được phê duyệt. Đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về cuộc tấn công vào quốc gia NATO. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Germany issues anonymous warning about attacks on NATO country. Nghĩa là Đức đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về cuộc tấn công vào quốc gia NATO. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã kêu gọi NATO chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi ông đưa ra cảnh báo rằng liên minh này có thể bị tấn công trong vòng thập kỷ tới. Điện Cẩm Linh đã coi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine như một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mặc Tư Khoa và NATO, và Tổng thống Joe Biden đã nói rằng Vladimir Putin cuối cùng có thể tấn công liên minh này, mặc dù Tổng thống Nga đã bác bỏ điều đó. Nhưng Pistorius nêu lên bóng ma về việc liên minh đang bị đe dọa tại Hội nghị An ninh Munich. Ông nói với các đại biểu rằng cam kết của các thành viên NATO chỉ ít nhất 2% GDP cho quốc phòng chỉ là điểm khởi động. Pistorius cũng cho rằng việc Quốc hội Mỹ không phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine có thể gây tổn hại đến hợp tác an ninh, gây tổn hại cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ và làm suy yếu ông chồng. Tổng thống Joe Biden đã đổ lỗi cho sự sụp đổ của thành phố Avdiivka ở Donetsk hôm thứ Bảy là do gói viện trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim dành cho Kyiv bị đình trệ. Nhưng Pistorius cũng đã đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại về những gì Vladimir Putin có thể làm không chỉ ở Ukraine mà còn sau đó. Ông nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn, Âu Châu cách xa Iowa
hay Wisconsin, nhưng vẫn rất gần nhau về mặt chính sách an ninh. Ông nói, an ninh kém hơn ở Âu Châu có nghĩa là an ninh kém hơn đối với Hoa Kỳ. Tôi không thể dự đoán liệu và khi nào một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO có thể xảy ra. Nhưng điều đó có thể xảy ra sau 5 đến 8 năm nữa. Ban đầu bị chỉ trích vì chậm cung cấp viện trợ cho Ukraine, Berlin đã thúc đẩy các nước Âu Châu cung cấp thêm vũ khí cho Kyiv và Pistorius ca ngợi sự đóng góp của Anh và Pháp. Berlin đã công bố gói hệ thống phòng không và pháo binh trị giá 1,1 tỷ euro, tức 1,2 tỷ Mỹ Kim, như một phần trong tổng cam kết trị giá 28 tỷ euro, tức 30,1 tỷ Mỹ Kim của Đức. Đức cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng bao gồm 30 tỷ euro, tức 32 tỷ Mỹ Kim, cho 35 chiến đấu cơ F-35A Lightning của Lockheed Martin và 60 máy bay trực thăng Chinook của Boeing với giá khoảng 8 tỷ euro, tức 8,6 tỷ Mỹ Kim. Điện Cẩm Linh và các nhà tuyên truyền của họ đã coi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mạc Tư Khoa và NATO. Trong danh sách mới nhất, trong danh sách dài các mối đe dọa trong suốt cuộc chiến, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Mỹ. Sự sụp đổ của Nga sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với kết quả của một cuộc chiến thông thường, thậm chí là kéo dài nhất, Medvedev cho biết, đồng thời đe dọa một cuộc chiến tranh toàn cầu với các nước phương Tây sử dụng tất cả kho vũ khí chiến lược của nhà nước chúng tôi. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Warsaw hoàn toàn ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO và sẽ là sai lầm nếu bất kỳ quốc gia nào ngăn cản việc này. Sẽ là một sai lầm nếu một quốc gia NATO ngăn cản một quốc gia khác gia nhập NATO. Ông Tusk nói trong cuộc họp báo chung với người Thủ tướng Thụy Điển. Ông nói thêm, Ba Lan và cá nhân tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết mình trong vấn đề này. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết hôm thứ Hai rằng ông mong được gặp Thủ tướng Hung Gia Lợi, Viktor Orbán. Cuối tuần qua, Orbán cho biết Quốc hội Hung Gia Lợi có thể phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển khi nước này triệu tập phiên họp mùa xuân mới vào ngày 26 tháng 2. Trong nhiều tháng kể từ khi Thụy Điển ghi danh làm thành viên vào tháng 5 năm 2022, các quan chức phương Tây cho biết Khung Gia Lợi không đưa ra bất kỳ phản đối hoặc yêu cầu chính thức nào liên quan đến đơn xin gia nhập của Thụy Điển, nhưng vẫn tiếp tục trì hoãn việc phê chuẩn. Khung Gia Lợi là quốc gia NATO duy nhất chưa phê chuẩn đơn ghi danh của Thụy Điển, một quá trình đòi hỏi sự ủng hộ của tất cả các thành viên liên minh. Đảng Fidesz cầm quyền của Orbán đã trích dẫn cái mà họ gọi là những cáo buộc vô căn cứ của Thụy Điển, rằng họ đã làm xói mòn nền dân chủ ở Hung Gia Lợi là lý do tại sao đơn xin gia nhập của Thụy Điển bị hoãn lại. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.